Audio Jungle. Audio Jungle. Xin chào tất cả các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review bộ phim Thiết Giáp Bạch Hổ. Một chiếc xe tăng mang tên Tiger trắng của Đức đã tiêu diệt tiểu đoàn tăng T-34 của Hồng Quân. Lần này Hồng Quân quyết đem cả sư đoàn tăng thiết giáp phục hận. Liệu có tiêu diệt được chiếc xe tăng bóng ma này không? Mời các bạn cùng Sakura theo dõi review hôm nay nhé! Trong những năm cuối cùng của Thế chiến thứ 2, Hồng Quân Liên Xô đang chiến thắng quân phát xít với sức áp đảo mạnh. Lại sau một cuộc chiến đấu, với đống đổ nát và thi thể những người lính xấu số, quân đội đang dọn dẹp xác chết, thu dọn tàn cục. Có những người chỉ kéo ra được một nửa xác đồng đội, sau đó lại chia nhau đi tìm một nửa khác. Bên cạnh đó, một nhóm lính khác bắt đầu sửa chữa xe tăng, nhưng lạ là có một chiếc không hư hại gì nhưng mãi không chịu di chuyển. Sĩ quan thấy vậy đã gọi người lính bên trong ra hỏi, anh ta nói xác chết bên trong nhất quyết không chịu buông tay lái. Thấy lạ, mọi người đến nhìn xem, và thấy một người cháy khét bên trong, nhưng anh ta lại có thể mở mắt ra nhìn họ. Anh lính này chính là Ivan Leidenov. Thượng úy lập tức cho người đến rú, nhờ một đồng đội đưa về bệnh viện tại căn cứ. Về đến nơi, mọi người lại khiêng Leidenov vào lều y tế. Bác sĩ vừa nhìn thấy đã bảo họ nên ném anh ta vào rừng đi, hoa đà tái thế cũng không cứu được người chết. Nhưng một cô y tá đã dừng lại kiểm tra mạch, nhận ra anh ta thật sự còn sống, vì thế họ lại mang anh ấy vào lều. Bên trong nằm rất nhiều thương binh, còn có một người phải phẫu thuật mà không có gây mê, y như địa ngục trần gian vậy. Sau khi kiểm tra cho Leidenov, đến bác sĩ cũng phải ngạc nhiên vì anh ấy bỏng đến 90%, nhưng vẫn sống một cách ngoạn mục. Nhưng trong chiến tranh thì kỳ tích đâu ra nhiều thế. 3 tuần sau đó, tại một bệnh viện Hồng Quân, bác sĩ theo thường lệ đi kiểm tra bệnh nhân. Ông đi đến và nhìn thấy Leidenov trong tình trạng băng kín toàn thân như xác ướp Ai Cập. Y tá nói bệnh nhân này bị nhiễm trùng máu nhưng vẫn sống nhăn răng. Thật là thần kỳ khi anh lính tăng lại phục hồi một cách nhanh chóng, y như chưa bao giờ bị phỏng và sẵn sàng trở lại chiến đấu. Điều này làm cho bộ tổng tham mưu rất bất ngờ, không thể tin rằng một người bị phỏng tới 90% mà vẫn có thể ngồi ở đây được. Sau đó, Leidenov được cho phép quay trở lại chiến trường để phục vụ cuộc chiến. Hôm sau, theo đoàn tàu hỏa vận chuyển lính thiết giáp và xe tăng ra tiền tuyến. Leidenov sau khi trở về từ cõi chết, giờ đây có khả năng đặc biệt hiểu được linh hồn của xe tăng. Anh vừa nhìn xong nói chiếc xe tăng trước mặt bị bắn hạ bởi chiếc tăng Tiger trắng của Đức. Nghe qua các điều này, các sĩ quan quân Liên Xô cho rằng Leidenov có vấn đề về thần kinh. Họ không tin đó là sự thật. Vụ việc một chiếc xe tăng Tiger 1 tiêu diệt một tiểu đoàn xe tăng Hồng Quân Liên Xô mà không bị một thiệt hại gì, cuối cùng cũng đến tai nguyên soái Zhukov. Tại sở chỉ huy, nguyên soái Zhukov và cấp dưới liên tục đặt câu hỏi tại sao những chiếc Tiger khác hạ được, nhưng duy nhất nó thì không thể xử lý được, không thể để tình trạng này diễn ra lâu hơn. Nguyên soái Zhukov ra lệnh ngay lập tức thành lập một tổ tăng đặc biệt T-34-85, tìm cách săn lùng và tiêu diệt chiếc tăng Tiger 1 đó. Tổ tăng ngay sau đó được thành lập, và tất nhiên Leidenov ngay sau đó với khả năng đặc biệt của mình sẽ là chỉ huy cho việc săn lùng này. Anh được thiếu tá Fedonov đề xuất cho việc thăng hàm thiếu úy. Cùng với chỉ huy chiếc tăng T-34-85, sở hữu giáp dày hơn và mạnh hơn phiên bản cũ đang được thử nghiệm. Với việc sở hữu động cơ máy mạnh hơn các dòng trước đó, chiếc tăng T-34-85 mà Leidenov chỉ huy rất là cơ động. Tại bãi diễn tập, chỉ huy sư đoàn liền yêu cầu kíp lái Leidenov cho tăng bắn thử để kiểm tra thử sức mạnh và sự phối hợp của kíp lái tăng T-34-85. Lenny nạp đạn vào, anh xoay tháp pháo và Geluke khai hỏa, chính xác bắn vào vị trí đó. Kết quả, kíp lái Leidenov dễ dàng hoàn thành bài thử nghiệm đầu tiên và cũng là cuối cùng của chỉ huy sư đoàn trước khi lên đường tìm và diệt chiếc bóng ma Tiger. Tuy nhiên, Hồng Quân chưa kịp săn thì chiếc bóng ma Tiger 1 đã tìm đến tận căn cứ quân Liên Xô. Nó vỗ thẳng mặt tiêu diệt tiểu đội tăng T-34 rồi rút đi không hề hấn gì. Với khả năng đặc biệt, Leidenov biết được chiếc tăng Tiger 1 vẫn ẩn khuất đâu đây, trong cánh rừng gần căn cứ. Anh đề nghị thiếu tá Fedonov chuẩn bị thêm một chiếc tăng T-34 để anh có thể gài bẫy chiếc Tiger 1, dụ thằng cờ hó đó ra, sau đó úp sọt xử lý nó. Sau đó anh lái xe tăng xuống một chiếc hố nông, rồi dùng các cành cây đắp lên xung quanh. Lát sau, một chiếc tăng T-34 đã được lái đến. Leidenov bảo cậu lính nấp vào khu rừng nhỏ bên kia, khi Bạch Hổ xuất hiện thì dẫn đến vùng trống rồi khai pháo, tập trung bắn vào nắp tháp của nó. Đến giờ ăn trưa lại không thấy anh ta đâu. Geluke nói Leidenov không cần ăn, vì đến đạn pháo còn không giết anh nổi. Chiến đấu cùng anh có khi họ sẽ an toàn cho đến hết chiến tranh. Leidenov lúc này đứng một mình bên ngoài, thiếu tá đến và hỏi Bạch Hổ sẽ xuất hiện chứ. Anh không trả lời, chỉ nói tôi sẽ đợi nó ở đây. Tới tận xế chiều vẫn không có gì xảy ra cả. Thiếu tá kiểm tra lại vũ khí của mình một lần nữa. Hai người Plenny thì đã lăn ra ngáy khò khò. Mỗi Leidenov vẫn ngồi đợi không hề nôn nóng.
Bỗng dưng anh cảm giác được điều gì đó, đứng lên và quan sát xung quanh. Khu rừng lúc này đã phủ một màn sương lạnh. Fedonov cũng giật mình tỉnh dậy, ông nhìn thấy một nòng pháo ló ra từ trong rừng. Chiếc bạch hổ ma quái trong lời đồn thật sự xuất hiện, thiếu tá nhanh chóng chạy đi muốn thông báo cho tổ tăng. Quả nhiên chiếc Tiger 1 đã mắc bẫy, từ sâu trong cánh rừng giữa màn sương lạnh giá. Một khối sắt khổng lồ từ từ di chuyển ra, một chiếc Tiger được sơn một màu trắng đúng nghĩa như những gì lính Hồng quân đồn thổi. Thiếu tá tiếp cận định lấy dấu răng nó, mà thôi để chụp hình làm kỷ niệm cái ai nhầm làm bằng chứng. Nhưng lạ thay máy ảnh đột nhiên lại bị hỏng. Lúc này nó đã đối đầu với chiếc T-34, sau khi chạy một vòng tăng Nga đã khai hỏa nhưng bắn chật, đến phát thứ hai chỉ làm ngã một thân cây. T-34 cố chạy đến gần và bắn phát nữa vào nắp pháo nó, nhưng tăng bạch hổ lại chẳng hề hấn gì. Nó chỉ bắn trả một phát duy nhất, đã làm nổ chiếc T-34 của Nga. Lúc này xe của Nadenov từ dưới hố chạy lên, vượt qua một quãng đường cây bụi rậm rạp, sau đó nhắm thẳng vào xích nó bắn ra phát đầu tiên, Geluke lại bắn phát thứ hai vào tháp pháo. Tuy đã bắn trúng nó nhưng chừng ấy chưa đủ để gãy ngứa chiếc Tiger 1, chứ không thể xuyên thủng lớp giáp siêu dày của chiến tăng hạng nặng này. Sau đó họ cố lái đến gần nó nấp sau chiếc T-34 đã hỏng. Kíp lái chiếc T-34 thấy an toàn liền lêu lêu đố anh bắt được em. Ít phút sau đến lượt chiếc Tiger 1 đáp trả, nó nã đạn dồn dập vào chiếc tăng T-34. Tăng của Hồng quân lúc này chỉ biết núp sát sau một chiếc xe tăng khác. Để tránh các phát đạn từ chiếc Tiger 1, biết không thể chỉ núp mãi ở đó, chiếc T-34-85 quyết định lao ra chơi khô máu với chiếc Tiger của quân Đức. Nhưng kíp lái của Nadenov không ngờ rằng, chiếc Tiger 1 của quân Đức không phải dạng vừa đâu mà là dạng rộng ra. Khi kíp lái của Nadenov vẫn còn miệt mài dò tìm vị trí chiếc Tiger, thì lúc này nó đã ở sau chiếc T-34-85 từ lúc nào. Anh lính tăng chui vào trong báo cáo sếp là đại bàng không nhìn thấy chim sẻ đâu cả. Ngay lập tức một tiếng nổ vang trời vang lên, chiếc Tiger 1 đã giã ngay một viên vào phía sau của chiếc tăng T-34-85. Nhưng may mắn là kíp lái của Nadenov vẫn an toàn và còn sống, còn chiếc Tiger 1 vẫn như bao lần. Rời đi không một dấu vết trước mặt Hồng quân. Thiếu tá chạy đến hỏi Bạch Hổ đâu, nhưng nó lại lần nữa hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Ông ta xem vết bắn và đoán Bạch Hổ đã đoán trước kế hoạch của Nadenov, vậy là chiếc T-34 đã hy sinh vô ích. Tin này nhanh chóng được báo về cho nguyên soái. Bạch Hổ cứ chiến đấu xong sẽ biến mất vô tung, giống như chìm vào con kênh vậy. Bên này thiếu tá cùng Sally Bu tìm tung tích của Bạch Hổ, có vẻ như nó băng qua con kênh nhưng lại không thấy dấu vết. Sau đó họ về căn cứ tìm Nadenov, gõ vào xe chỉ thấy Geluke quần áo xốc xếch đang sập sình với dân nữ. San Ibu nổi nóng bỏ còn lần nữa sẽ xử bắn anh ta. Chưa nguôi giận thì Penny lại đi về với hai bình rượu trên tay, thứ người Đức để lại đêm qua. Fedonov đến giữa cánh đồng đầy xác xe tăng. Nadenov nó chiếc Bạch Hổ chưa chìm, nó vẫn ở nơi đây. Anh đang đợi cuộc tấn công tiếp theo của nó, và chính thần thiết giáp đã nói cho mình biết. Tại một nơi khác, một sĩ quan quân Đức bị bắt giữ tiết lộ rằng ông chưa bao giờ nhận được báo cáo hay một tài liệu nào tồn tại về chiếc Tiger trắng, và chiếc tăng tử thần đó gây ra nhiều sự sợ hãi hơn là hy vọng cho quân Đức. Để chuẩn bị trước cho một cuộc tấn công rầm rộ, Hồng quân cho một liên đội pháo binh oanh tạc vào cánh rừng. Đến tận bán kính 10 km về phía trước, lượng công kích mạnh mẽ khiến mặt đất bị nổ banh chành. Quyết tâm hạ cho bằng được chiếc tăng Tiger 1 của quân Đức, tư lệnh Hồng quân tiếp tục điều một tiểu đoàn T-34 để càn quét và tiêu diệt nó. Nhanh chóng đội hình xe tăng được thiết lập. Từ từ dàn đội hình tiến sâu vào cánh rừng, nơi được cho là nơi chiến tăng Tiger đang ẩn náu. Chiếc Tiger cũng nhanh chóng nhận ra cuộc tấn công, chọn một vị trí đẹp nhất để kê nòng lên đạn. Lần này nó nạp đạn nhanh hơn, bắn nhanh hơn, chính xác hơn bất kỳ tổ tăng nào. Nó bắt đầu tàn sát tiểu đoàn T-34 của Liên Xô. Xe tăng bị bắn cháy và không hề chiến được nữa. Sư đoàn tăng Hồng quân mới đầu còn oai phong lẫm lẫm đi càn quét chiếc Tiger, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, hầu như tất cả đã được Tiger đưa về thời tối cổ. Quân lính bên trong xe tăng bị lửa thiêu cháy đau đớn chạy ra ngoài kêu rào hét thảm. Chưa bao giờ lính Hồng quân trải qua thiệt hại nhiều đến vậy. Chỉ huy sư đoàn nhìn thấy xe tăng và quân lính bị tập kích, nóng ruột cho rút chiến dịch để bảo toàn quân số. Nhận thấy tình hình rất nguy cấp, kíp lái Nadenov tiến lên áp sát với ý định sáp lá cà với nó, nhằm để giảm thiệt hại cho sư đoàn. Chiếc Tiger cũng không muốn tấn công tiếp, nó bắt đầu lùi dần vào màn sương rút về ngôi làng bỏ hoang gần đó. Vừa rút lui, chiếc Tiger 1 vẫn không ngừng nã đạn bộc hậu để cản đường tiến của chiếc T-34-85. Không để mất dấu, kíp lái Nadenov cũng đuổi theo nó. Trước mặt của họ giờ là màn sương mờ mịt dày đặc, cảnh tượng vô cùng lạnh lẽo đầy quỷ dị. Chạy được một lúc cuối cùng cũng thoát khỏi màn sương mờ ảo, và rồi họ đến ngôi làng hoang này. Kíp lái Nadenov tiến vào với tinh thần cảnh giác cao độ để phòng bị phục kích. Họ mò mẫm kiểm tra từng ngóc ngách của ngôi làng để tìm kiếm tung tích của chiếc xe tăng bóng ma.
Bất ngờ Nadenov phát hiện ra một chiếc Panzer 4 đang núp trong một nhà kho gần đó, ngay lập tức một quả đạn xuyên giáp được nhồi vào. Chiếc Panzer 4 liền chui ra khỏi căn nhà bốc cháy, còn cay cú bắn đáp trả chiếc T-34-85 nhưng bị trượt. Thế là kíp lái Nadenov có dịp nhồi thêm một phát đạn cho em nó, bắn cháy tung nóc chiếc Panzer 4 của quân Đức. Sau khi tiêu diệt xong chiếc xe tăng Panzer 4 của quân phát xít, tổ tăng cuối cùng cũng đã đối đầu với chiếc Tiger bóng ma. Cuộc chiến bắt đầu, hai bên thi nhau nã đạn pháo về phía đối phương, nhưng giáp trước của cả hai rất dày nên không khả quan là mấy. Nadenov biết lấy cứng trọi cứng với thằng này có ngày bán sắt vụn như chơi, nên anh cho xe tăng lẩn trốn vào các căn nhà gỗ tránh đạn. Chiếc Tiger tưởng chiếc tăng T-34-85 sợ hãi, nên thừa thắng nã đạn muốn thiêu cháy chiếc tăng Hồng quân. Thấy tình hình không ổn nên Nadenov cho xe tiến lên dứt điểm chiếc Tiger. Kết quả cuối cùng kíp lái Nadenov cũng bắn cháy được chiếc Tiger 1, hạ gục được tháp pháo của nó một cách dễ dàng. Kíp lái chiếc tăng T-34-85 vô cùng vui mừng, vì đã vô hiệu hóa tháp pháo của nó. Họ kê nòng bắn thâm một phát kết liễu chiếc Tiger, nhưng do dính phải hố bùn nên bùng một phát nòng súng đã nở hoa mất rồi. Nadenov không cam tâm leo ra ngoài chĩa súng bắn về chiếc Tiger 1. Những tưởng lần này nó sẽ khó thoát, nhưng Nadenov không thể tin được nó vẫn di chuyển và chuồn khỏi làng trước khi bị Nadenov xử. Sau lần đó không còn ai thấy chiếc Tiger bóng ma xuất hiện nữa. Sau trận chiến đó, thiếu tá Fedonov đã đến gặp tư lệnh và báo cáo Bạch Hổ đã bị Nadenov hủy. Vì thế ông ta hỏi thế lính Đức bên trong đó đâu. Lúc này Fedonov mới nói mình cho rằng bên trong đó vốn không hề có người. Tư lệnh nhìn ông với vẻ mặt như nghe chuyện cười. Thiếu tá lại kể chuyện Nadenov nghe được xe tăng nói chuyện, nhờ đó mà tránh được pháo kích. Dĩ nhiên là tư lệnh cho rằng ông cũng bị điên rồi. Ông ta không muốn nghe, chỉ cho anh 10 ngày để chỉnh đốn bổ sung đội quân, tiến công thêm 50 km đến Berlin và cấm nói những lời hoang đường như vậy. Cuối cùng, vào tháng 5 năm 1945, quân đồng minh và Hồng quân cuối cùng đã đến được Berlin, chấm dứt đế chế phát xít độc tài của Đức Quốc xã. Thống soái tối cao của quân Đức đã đặt bút ký lên hiệp ước đầu hàng vô điều kiện. Bên ngoài những người lính nối đuôi nhau đổ về Berlin, người dân dọn lại đống đổ nát từ những tòa nhà. Bên cạnh đó cũng có những người ngồi bên đường đơn thuần chỉ để xem, hoặc là đang đợi thân nhân của mình trở về. Thiếu tá Fedonov giờ đã trở thành thượng tá. Ông lái xe đến cánh đồng tìm Nadenov, anh chàng vẫn đang sửa chiếc tăng của mình, chuẩn bị đầy đủ đồ tác chiến. Ông mời anh điếu thuốc, sau khi tâm sự một lát, Fedonov đã nói chiến tranh kết thúc rồi, và khuyên Nadenov hãy về thôi. Nhưng anh nói chừng nào Bạch Hổ còn chưa bị diệt, chiến tranh sẽ không kết thúc. Nó đang chờ đợi họ sơ hở để quay lại sau nhiều thập kỷ nữa. Nói rồi anh lại chui vào ghế lái, thượng tá không thuyết phục được đành ra xe quay về. Khi ông quay lại chiến tăng và Nadenov đã đi xa. Bộ phim đến đây là hết rồi. Không biết nhiều năm sau chiếc Tiger trắng có quay lại không nhỉ, và Nadenov có liệu còn sống đến đó để tiêu diệt chiếc tăng bóng ma. Mặc dù vậy chiến tranh xảy ra thật khốc liệt đúng không nào, những người lính là người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ chiến loạn. Sau cuộc chiến những người còn sống thở phào nhẹ nhõm, vì được trở về quê hương đoàn tụ với gia đình, nhưng cũng có người không còn lành lặn mà quay về. Cuộc chiến dù xảy ra và kết thúc như thế nào, thì bên chiến thắng hay thất bại, thì họ cũng đã phải bước qua bể máu để có được hòa bình như ngày nay. Sakura mong rằng chiến tranh sẽ không xảy ra nữa để mọi người sống hạnh phúc. Tuy là một bộ phim lấy bối cảnh Thế chiến 2 với những nhân vật có thật trong lịch sử, nhưng đồng thời bộ phim Thiết giáp Bạch Hổ này còn lồng ghép vào những yếu tố tâm linh, những triết lý có phần khó hiểu. Đoạn cuối những lời nói đó của Nadenov phải chăng có thể hiểu rằng dù cho chiến tranh đã dừng lại, nhưng những mất mát, vết thương tâm hồn mà con người gánh chịu vẫn không tài nào có thể mất đi. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.